Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các em quay trở lại với chiến dịch lập trình văn học cùng học văn chị Hiên. Các bạn đã vào học cùng với chị chưa nào? Xin chào các em. Chị đã quay trở lại cùng với chúng mình vào 21 giờ tối nay rồi đây. Chúng ta sẽ đến với buổi học số 3 của chiến dịch lập trình văn học các em nhé. Hai buổi vừa rồi chúng ta đã cùng với nhau tìm hiểu về cách lập dàn ý mỗi khi mà chúng mình phân tích thơ. Vậy thì trong chương trình học của chúng ta, bên cạnh các tác phẩm thơ thì chúng ta còn học các tác phẩm văn xuôi nữa. Ví dụ như là văn xuôi trung đại thì chúng ta có Chuyện người con gái Nam Xương, hay là Hoàng Lê Nhất Thống Chí, đúng không nào? Rồi văn xuôi hiện đại chúng ta có 5 tác phẩm rất là hay: Chuyện ngắn làng của nhà văn Kim Lân này, chúng ta có Chuyện ngắn lặng lẽ Sapa của nhà văn Nguyễn Thành Long, rồi Chiếc lường ngà của Nguyễn Quang Sáng. Sang kỳ 2 chúng ta học cả Những ngôi sao sao xôi của Lê Minh Khuê, rồi Bến quê của Nguyễn Minh Châu, đúng không nào? Có rất nhiều các tác phẩm văn xuôi. Và chị thấy rằng có rất nhiều các bạn ấy nói với chị là: chị ơi, em thích phân tích thơ hơn. Nếu như mà đề bài vào phân tích văn xuôi ý, gần như là lần nào điểm em cũng thấp hơn so với phân tích thơ. Tại sao nhở? Đối với góc độ của chị thì chị nghĩ rằng, chị đoán rằng nhá, là các bạn phân tích thơ ấy là các bạn dễ tưởng tượng hơn, đúng không? Chúng ta có nhiều cái chất liệu để phân tích hơn, biện pháp tu từ này, từ ngữ này, hình ảnh này, rồi chúng ta suy ra được cảm xúc của tác giả này, rồi là tư tưởng của tác giả, rồi thông điệp của tác giả, vân vân. Còn đối với văn xuôi thì lời lẽ đã viết ra một cách rất rõ ràng rồi, và phải chăng bởi vì như thế nên các bạn không có gì để phân tích, đúng không? Đấy có phải là cái lý do mà khiến cho các em vẫn hay, chúng mình vẫn hay hoang mang và vẫn hay sợ phân tích văn xuôi hơn là so với phân tích thơ? Ok không nào? Thế thì còn các bạn thì sao? Các em cảm thấy như thế nào khi mà chúng mình phân tích văn xuôi? Rồi, ở đây chúng ta mới bắt đầu vào năm học, đúng không? Có những bạn thì chúng mình chưa tiếp xúc với những văn bản thi cấp 3. Tức nghĩa là trong chương trình học của chúng ta ở đầu năm học ấy, là chúng mình mới học đến các văn bản nghị luận thôi, đúng không? Học đến các cái văn bản nhật dụng thôi, chưa học đến các tác phẩm chính, chưa học đến các tác phẩm văn học để chúng mình thi cấp 3. Thế thì các em cứ hình dung ấy, phân tích văn xuôi ở đây là chúng mình giống như việc hồi lớp 8 chúng mình phân tích Lão Hạc này, đúng không? Chúng mình phân tích nhân vật chị Dậu này. Đó, đấy các em cứ hình dung như vậy. Thế thì bản thân các bạn gặp những cái khó khăn nào khi chúng ta phân tích văn xuôi? Và trong cái bước lập dàn ý thì chúng ta có thể xử lý và chúng ta có thể tránh những cái khó khăn đấy ra làm sao? Được không nào? Các em có thể trao đổi cùng với chị ở dưới phần bình luận nhá. Rồi, và tất nhiên rồi, tất cả các buổi học thì các bạn cố gắng tham gia đầy đủ, chụp ảnh màn hình trong lúc mà mình đang xem phần phát trực tiếp. Sau đó thì chúng mình chia sẻ phần phát trực tiếp này, tag ít nhất 5 bạn bè của mình vào dưới phần bình luận để nhận tài liệu của chiến dịch này nhá. Hôm qua thôi là các bạn đã được nhận tài liệu, bộ tài liệu số 1 rồi, đúng không? Bộ tài liệu số 2 thì ngày mai các bạn sẽ nhận được. Nhưng mà các em cần làm đầy đủ tất cả các bước trong tất cả các buổi của chiến dịch nhá. Được không? Ok, đó. Nên là chị mong rằng là bộ tài liệu đó có thể gửi đến tất cả các bạn luôn. Bây giờ quay trở lại với nội dung ngày hôm nay nhé. Như chị đã thông báo đấy, thì buổi hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào việc lập dàn ý cho những đề bài dạng phân tích văn xuôi. Ok không? Nhá, lập dàn ý cho những đề bài dạng phân tích văn xuôi. Thế thì để mà chia sẻ kỹ hơn đối với các bạn ý, thì ở đây chị tạm chia cái dạng phân tích văn xuôi này ra thành hai kiểu nhá. Thứ nhất là chúng ta có thể gặp những đề bài dạng phân tích nhân vật. Được không nào? Dạng phân tích nhân vật trong một phạm vi dẫn chứng nào đó. Được không? Ví dụ như là phân tích về vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương trong Chuyện người con gái Nam Xương, hay là ví dụ như là phân tích về số phận bất hạnh của nhân vật Vũ Nương trong Chuyện người con gái Nam Xương chẳng hạn. Đúng không nào? Là đề bài đã chỉ rõ ra chúng ta cái nhân vật chúng mình cần phân tích và phạm vi phân tích là ở đâu, trong toàn bộ tác phẩm hay là trong một đoạn trích nhất định thôi. Đó, đấy là dạng đầu tiên nhá. Dạng thứ hai này này. Dạng thứ hai này thì những năm gần đây chị thấy có rất nhiều tỉnh nếu như thi vào văn xuôi ấy, thì hay thi vào dạng này. Đó chính là yêu cầu chúng ta phân tích một đoạn trích. Tức nghĩa ý, là đề bài sẽ không chỉ ra là chúng ta phải phân tích cái gì trong đoạn trích đó. Ví dụ như là đề bài trích ra cho chúng ta là gì? Cảm nhận của anh chị khi đọc đoạn trích sau. Và trích ra cho chúng ta
Đấy, không yêu cầu là chúng ta phân tích rõ là phân tích nhân vật trong đoạn trích đấy, hay là phân tích về tư tưởng nhân đạo của tác giả trong đoạn trích đấy, hay là phân tích về tư tưởng về chất hiện thực ở trong đoạn trích đấy. Đề bài không nói rõ mà đề bài chỉ yêu cầu chúng mình phân tích đoạn trích thôi. Đó, đây, đặc biệt là cái dạng này này, là dạo gần đây, những năm gần đây thì dạng này chúng ta bắt gặp rất là nhiều. Đó, ok chưa? Thế thì chị sẽ chia, với cái việc chia như thế này thì từng buổi một nhá. Buổi hôm nay chúng ta sẽ học về cách lập dàn ý của kiểu này. Sang đến buổi ngày mai, buổi cuối cùng chúng ta sẽ tập trung vào dạng này nhá. Ok chưa? Đó, để chúng mình hình dung ra được. Chị tạm chia nhỏ như vậy để nói kỹ cùng với các em. Được chưa? Bởi vì là mỗi dạng này nó sẽ có những cái chú ý khác nhau. Rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đi vào phần mà các bước để chúng ta lập dàn ý cho dạng đề phân tích nhân vật trong một phạm vi dẫn chứng nhất định. Được không nào? Ok chưa? Các bước lập dàn ý cho cái kiểu một này nhá. Chị gọi đây là kiểu 1. Và đây là kiểu 2. Vậy bây giờ chúng ta lập dàn ý với đề bài kiểu 1 thì chúng ta sẽ lập như thế nào? Nhớ là ở đây chị sẽ tập trung vào cái luận điểm phân tích thôi nhá. Chứ chị không lập dàn ý cả bài. Ok chưa? Lập dàn ý cả bài có cả phần mở bài, thân bài rồi kết bài, đặc biệt là mở bài và kết bài. Thì cái đó chị đã hướng dẫn kỹ ở trong những phần phát trực tiếp trước rồi. Rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ tập trung vào luận điểm phân tích. Tức nghĩa là đây là cái luận điểm quan trọng nhất của bài làm của chúng ta. Rồi, thế thì khi mà chúng ta đi vào phân tích ý, thì khi mà chúng mình đối diện với đề bài như thế này, hãy nhớ là phải xác định rõ nhân vật. Được không nào? Ok chưa? Bước 1 nhá, bước 1 là chúng mình phải xác định rõ đối tượng cần phân tích là gì. Ok chưa? Xác định rõ đối tượng cần phân tích là gì. Ví dụ, cùng một đoạn trích như thế này, nhưng đề bài có thể yêu cầu chúng ta là phân tích nhân vật về vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương, về vẻ đẹp phẩm chất nhá. Nhưng một đề bài khác lại yêu cầu chúng ta phân tích về số phận bi thảm của Vũ Nương. Đó, thế nên chúng ta cần phải xác định rõ đối tượng phân tích mà đề bài yêu cầu là gì, để làm gì, để bước sang bước số 2 này này. Các bạn làm một thao tác nhanh chóng cho chị là chúng ta sẽ gạch chân những dẫn chứng liên quan đến đối tượng phân tích. Đó, vậy khi mà chúng mình gạch chân nhá, bây giờ các bạn thắc mắc nhưng với chị như thế này là nếu như đề bài không trích ra cho chúng em thì chúng em gạch chân như thế nào? Khi đó thì bắt buộc các bạn phải nhớ dẫn chứng thôi. Và đó là lý do mà tại sao khi học về văn xuôi thì chị yêu cầu các bạn là chúng ta phải học thuộc được dẫn chứng. Học thuộc được dẫn chứng. Dẫn chứng trong văn xuôi là rất quan trọng. Nếu như thơ thì chúng mình học thuộc thơ, đúng không? Thì trong văn xuôi chúng ta cũng cần phải học thuộc dẫn chứng. Thì bởi vì là chúng mình đang đi phân tích tác phẩm, chứ không phải là chúng mình đang kể lại tác phẩm, nên bắt buộc phải có những dẫn chứng, những câu từ, những hình ảnh mà tác giả sử dụng. Chứ không phải là chúng ta chỉ dựa trên trí nhớ mang máng của mình, xong rồi tự biên tự diễn ra đâu. Nếu như thế thì không phải là các em đang đi phân tích tác phẩm, mà đấy là các em đang kể lại theo trí nhớ của mình thôi. Được không nào? Và một bài phân tích mà nếu như không trích ra được bất cứ một dẫn chứng nào, chưa nói đến là những dẫn chứng hay, những dẫn chứng đắt nhá, thì bài phân tích đó không thể nào được điểm cao được. Ok chưa? Nhớ, nó sẽ phạm vào cái lỗi là không bám sát vào đối tượng phân tích này, không bám sát vào yêu cầu đề bài, không bám sát vào tác phẩm. Đấy, mà đã là gọi là phân tích tác phẩm mà lại không bám sát tác phẩm thì là tất nhiên là sẽ bị trừ điểm rồi, đúng không? Đấy nhớ, nên các bạn cần phải gạch chân được những dẫn chứng cho chị. Nếu như đề bài không trích dẫn chứng ra thì bắt buộc các bạn phải nhớ dẫn chứng. Được không? Nhá, bắt buộc các bạn phải nhớ dẫn chứng. Vậy chị mở rộng một chút xíu, làm thế nào để chúng mình nhớ dẫn chứng đây? Dẫn chứng. Chị hay bảo với các bạn, kể cả là các anh chị 2K6 khóa trước, là chúng ta có hai cách để học thuộc dẫn chứng trong các tác phẩm văn xuôi. Cách đầu tiên là chúng mình chỉ chọn học thuộc theo từ khóa thôi. Được không nào? Nhá, chúng mình chỉ chọn học thuộc theo từ khóa thôi. Chị lấy ví dụ này, trong đoạn đầu tiên tác giả Nguyễn Dữ đã viết như thế này:
Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Xương, tính đã thùy mị nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp. Trong làng có chàng Trương Sinh, mến vì dung hạnh, xin với mẹ đem 100 lạng vàng cưới về. Đó, thế thì chúng ta thấy ở đây có hai câu. Chúng ta thay vì việc học rõ từng câu, từng chữ, học thuộc lầu lầu hai câu đó, thì các bạn có thể chỉ cần học những từ khóa như sau. Ví dụ như là, đây, chị chiếu cho các em hình dung ra luôn nhé. Đây, các em có thể học thuộc này, thùy mị, được không nào? Tính, thùy mị, nét na, rồi tư dung tốt đẹp. Ok chưa? Đấy là những từ khóa nhá. Tiếp tục này, Trương Sinh, mến vì dung hạnh và 100 lạng vàng. Đó, các em có thể học theo những từ khóa như vậy. Rồi những phần còn lại thì chúng mình có thể tự diễn đạt được, bởi vì đây là những cái phần quan trọng nhất. Còn lại thì chúng ta có thể tự diễn đạt theo giọng văn của mình. Và đến với mỗi cái từ ngữ như thế này, các em có thể đưa vào trong hoặc kép trong quá trình chúng ta phân tích, đúng không nào? Ví dụ chúng ta có thể viết rằng là gì? Vũ Nương trong lời giới thiệu đầu tiên của tác giả Nguyễn Dữ đã có những ấn tượng tốt đẹp về cả phẩm chất và dung hạnh, đúng không nào? Là người con gái tính đã thùy mị nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp. Và chính bởi vậy nên chàng Trương Sinh ở trong làng rất yêu mến dung hạnh của nàng, xin với mẹ đem 100 lạng vàng để cưới nàng về làm vợ, đúng không? Đó, đó là đoạn mà chúng ta khẳng định vẻ đẹp của Vũ Nương qua lời giới thiệu của tác giả Nguyễn Dữ và qua việc mà tác giả Nguyễn Dữ khéo léo gửi gắm. Đấy, Vũ Nương phải có dung hạnh như thế nào thì Trương Sinh mới yêu mến. Và cái 100 lạng vàng này này, không phải, theo chị nhá, theo chị thì không phải là một cái điều mà chứng minh cho việc đây là một đám cưới chỉ dựa trên vật chất. Cái 100 lạng vàng này nó giống như việc là có một cái đánh giá rất tốt đối với Vũ Nương ấy. Bởi vì sao? Ngày xưa nhá, ngày xưa nếu như mà muốn cưới con gái nhà người ta về làm vợ thì phải đáp ứng, đúng không nào? Và phải có lễ vật sang hỏi. Đấy, thế thì lễ vật đó càng lớn thì chứng tỏ là nhà gái và đặc biệt là nàng dâu này này có dung hạnh hay là có phẩm chất như thế nào và đáng được nhà trai trân trọng nhiều đến như thế. Nên là 100 lạng vàng này lại càng là một cái dẫn chứng để chứng tỏ là Vũ Nương có phẩm chất rất tốt đẹp và dung hạnh cũng rất là tốt đẹp. Ok chưa? Đấy nhá, các bạn hình dung ra không? Đấy là cách đầu tiên chúng ta học theo từ khóa. Thế thì cách này chúng ta sẽ áp dụng đối với những dẫn chứng liên quan đến đặc điểm này, được không nào? Liên quan đến tính cách của nhân vật này. Được không? Hay là những cái chi tiết miêu tả cảnh. Chi tiết miêu tả ngoại cảnh. Đó, các em có thể áp dụng với những dẫn chứng như thế này nhá. Còn cách thứ hai, đó chính là cách mà chúng ta học thuộc lòng tất cả cái câu văn đấy luôn. Học thuộc lòng toàn bộ. Ok chưa? Thì cách này chúng ta sẽ sử dụng với cả những phần là lời thoại của nhân vật này, hoặc là những cái chi tiết đặc sắc. Các em cứ hình dung là nếu như chúng ta không trích ra được cái chi tiết đó hoàn toàn đúng theo lời của tác giả thì sẽ mất đi cái hay và không thể hiện được giá trị cái hay của tác phẩm. Ok không? Ví dụ như ở đây nhá, ví dụ như ở đây. Đây, ví dụ như là chúng ta cần phải học thuộc lòng lời nói của Vũ Nương trong buổi tiễn đưa chồng. Đây, ví dụ chúng ta cần phải học thuộc lòng đoạn này nhá. Đây, chàng đi chuyến này, thiếp chẳng mong dám đeo được ấn phong hầu trở về quê cũ, đúng không nào? Đây, các em học thuộc lòng đoạn này nhá. Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo được 2 chữ bình yên, thế là đủ rồi. Được không? Bởi vì đây là lời nói của Vũ Nương. Và lời nói này, nếu như mà chúng ta có làm sai lệch đi một chút xíu, hoặc là kiểu như là không nhớ rõ được ấy, thì chị thấy là nó bị mất đi đôi phần cái sự tha thiết, và cùng với đó là tấm lòng vị tha của Vũ Nương đối với cả Trương Sinh, đúng không nào? Cái giọng điệu của Vũ Nương cũng được thể hiện qua đây. Vậy cái giọng điệu trong lời nói của nhân vật, nếu như mà chúng ta không nhớ được toàn bộ ấy, thì rất khó để chúng ta có thể phân tích được tình cảm của nhân vật đặt để ở trong đó, đúng không nào? Ok chưa? Hay là đối với những cái chi tiết hay, chi tiết đắt, ví dụ như trong chuyện ngắn làng của nhà văn Kim Lân nhá, trong đoạn mà ông Hai nói chuyện với thằng con Húc, thì sau đó ông có đinh ninh ở trong suy nghĩ của mình như thế này:
làng thì yêu thật nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù. Một câu thoại à một cái lời mà giống như ông hai độc thoại nội tâm ấy, rất hay, và nó giống như là tuyên ngôn của cả tác phẩm đấy vậy, nên chúng ta cần phải học thuộc lòng, đưa được cả câu đó vào và bám sát vào câu văn đó để chúng mình phân tích, thì bài văn của chúng mình giống như việc là chúng ta nắm rất rõ tác phẩm này rồi, chúng ta có rất nhiều những ý tưởng để phân tích đấy, được không các em? Được không nào, các bạn hình dung ra chưa? Đấy, ok không? À, phần phát trực tiếp này chị có giữ lại các em nhé. Được không? Chị có giữ lại phần phát trực tiếp. Thế nhưng mà tài liệu thì chỉ dành cho những bạn mà tham gia buổi phát trực tiếp thôi. Nên là các em giúp chị chúng ta chụp ảnh màn hình lại trong lúc mà chúng ta đang xem phần phát trực tiếp. Ok chưa? Ừ, rồi nhá. Ừ, đúng chính xác là buổi tối ấy, thì mạng rất là lag. Dạo gần đây thì các bạn gặp rất là nhiều những cái khó khăn do việc là mạng của chúng ta không ổn định, đúng không? Chị cũng chỉ mong là tình hình này nó sớm được sửa chữa và sớm đi vào ổn định. Bởi vì buổi tối ấy, công nhận là mạng chị vào đâu nó cũng bị lag thôi. Chị sẽ cố gắng trở lại cùng với chúng mình trong buổi trưa để mạng cũng sẽ đỡ bị lag hơn nhá. Đó, ok không nào? Rồi, đấy là cái hướng dẫn của chị về việc học thuộc dẫn chứng, được không? Ừ. Phần này đáng ra là chị chưa nói với các bạn đâu, thế nhưng mà trong buổi hôm nay nó gắn bó mật thiết với nội dung này luôn, nên là đây được coi là cái bí kíp đấy. Các bạn nhớ nhá, nhớ áp dụng trong quá trình chúng ta học tác phẩm văn xuôi. Bây giờ các em có thể trên lớp chưa học đến tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương, thế thì áp dụng luôn cái cách này bằng việc gì? Bằng việc là theo dõi quá trình cô giáo giảng trên lớp, gạch chân vào những dẫn chứng hay, những dẫn chứng quan trọng luôn, để chúng ta biết là cần phải chú ý vào đó. Bây giờ thay vì việc các em nhìn vào trang sách giáo khoa nhá, chỗ nào cũng thấy chữ, thì khi mà chúng mình nhìn vào trang sách giáo khoa, chúng mình biết được chỗ nào là chỗ quan trọng, chúng ta đã đánh dấu, đã gạch chân vào rồi, thì có phải là các bạn sẽ học một cách tập trung hơn không? Đúng không? Học một cách có trọng tâm hơn thay vì việc chúng ta học dàn trải. Đấy, được không nào? Ok nhá. Nên là chị nghĩ rằng chúng ta có thể tận dụng cái bí kíp này để bây giờ học đến đâu chúng ta nhớ đến đấy luôn. Không cần phải trở đi trở lại quá nhiều lần, thời gian đã chẳng có rồi, bây giờ chúng ta chạy đua mà. Chị thấy bạn nào cũng rất áp lực trong quá trình học lớp 9, mất nhiều thời gian, rồi là học nhiều môn, môn nào cũng phải đầu tư thời gian rất là nhiều, lại phải học thêm để mà để bồi dưỡng thêm kiến thức của mình nữa. Nên mong rằng là các bạn có thể sử dụng thời gian một cách tối ưu nhất theo cái hướng dẫn, theo cái gợi ý của chị như vậy. Các em có thể tham khảo nhá, được không? Đó, thế thì đấy là bước số 2. Thế bước số 2 là bước chúng ta gạch chân xong hết dẫn chứng rồi. Ừ, thế thì bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Có phải là bây giờ chúng ta đi phân tích lần lượt từng dẫn chứng không? Có phải như vậy không? Không, nếu như vậy thì cái bước lập dàn ý này chẳng còn tác dụng gì nữa rồi, đúng không nào? Đây này, bây giờ mới đến bước quan trọng này. Bước số 3. Bước 3 đó là các bạn ơi, trong bước số 3 này nhá, các bạn sẽ dựa trên những dẫn chứng chúng ta đã gạch chân được để làm gì? Chúng ta sẽ phân loại dẫn chứng. Thành từng nhóm và nhóm đó sẽ tương ứng với những cái ý chính để chúng mình phân tích. Ok chưa? Được không nào? Chị lấy ví dụ nhá. Chị lấy ví dụ này. Đề bài yêu cầu chúng ta là phân tích về nhân vật Vũ Nương. Đúng không nào? Nhân vật Vũ Nương. Trong một đoạn trích được trích từ Chuyện người con gái Nam Xương của tác giả Nguyễn Dữ, chúng ta sẽ phân tích nhân vật Vũ Nương từ đoạn đầu này. Được chưa? Từ đầu nhá, cho đến đây, cho đến đây. Đó, đề bài của chúng mình là như vậy. Thế thì bây giờ chúng ta sau khi gạch chân được những dẫn chứng, ví dụ như là những dẫn chứng này đi, được không nào? Ví dụ như là những dẫn chứng mà chúng ta đã gạch chân được về lời giới thiệu của tác giả Nguyễn Dữ đối với Vũ Nương này, về việc mà Trương Sinh đã cưới Vũ Nương như thế nào. Rồi tiếp tục là chúng ta gạch chân được những từ khóa, những dẫn chứng trong quá trình mà Vũ Nương tiễn Trương Sinh đi lính. Chúng ta đã hoàn thành, đó là bước 2 rồi nhá. Tiếp tục bây giờ sang bước 3, chúng ta phải phân loại những dẫn chứng đó vào từng nhóm một để làm sao để hệ thống ý phân tích của chúng mình đầy đủ và nó mạch lạc. Thay vì việc chúng ta cứ dàn trải mỗi đoạn văn nhỏ lại phân tích một dẫn chứng, thế thì nó không thể nào có được một bài viết mà hệ thống luận điểm rõ ràng được đâu. Được không nào? Thế thì đây sẽ là bước để quyết định xem là bài văn phân tích của các em luận điểm có rõ ràng, có đầy đủ và logic hay không. Đó, thế bây giờ chị sẽ phân loại những dẫn chứng này nhá. Đầu tiên, chị sẽ chia cái đoạn này ra. Đầu tiên, những dẫn chứng đầu tiên này này. Đó, thì chị sẽ chia vào cái nhóm là gì? Nhân vật Vũ Nương,
qua lời giới thiệu của tác giả. Được không nào? Nhớ, vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương, à những cái đặc điểm của nhân vật Vũ Nương qua lời giới thiệu của tác giả. Đó, nhóm đầu tiên là lời giới thiệu của tác giả. Và phần thứ hai sẽ là những hình ảnh về nhân vật Vũ Nương trong cảnh tiễn đưa chồng. Ok chưa? Đó, thì như vậy bài viết của chúng ta phần phân tích sẽ gồm có hai luận điểm chính này. Đây sẽ là hai ý chính khi chúng mình phân tích luôn. Trong những ý này sẽ có những dẫn chứng nhỏ chúng ta vừa mới gạch chân được. Chị nghĩ rằng đây là một bước quan trọng. Được không? Đây là một bước quan trọng. Bởi vì sao? Nó sẽ quyết định xem là bài viết của các em ý, trong quá trình phân tích, chúng ta có đạt được những cái yêu cầu tối thiểu hay không. Khi chấm bài của chúng mình, thầy cô sẽ dựa vào một bảng đáp án. Đáp án đó là những gạch đầu dòng thôi, là những ý chính thôi, chứ không bao giờ là những đáp án chi tiết đâu. Vậy nên nếu như mà chúng mình tuân theo được tới cái hệ thống ý chính như vậy, thì có phải là các em đã có được những điểm cơ bản nhất rồi không? Đúng không nào? Nhớ. Và những phần này các em nên đưa vào đầu đoạn văn. Ví dụ như là trước tiên, hình ảnh của nhân vật Vũ Nương được thể hiện qua lời giới thiệu của tác giả. Ok không nào? Sang đến đoạn điểm thứ hai. Bên cạnh đó, tác giả đã khắc họa rất rõ về hình ảnh của nhân vật Vũ Nương trong cảnh tiễn đưa chồng. Đấy, ok chưa? Luôn luôn bám sát vấn đề nghị luận, luôn luôn bám sát đối tượng phân tích và lại chia đối tượng đó ra thành những ý nhỏ khác nhau và cùng thống nhất để hướng về làm rõ đối tượng này. Đấy, được không nào? Thì cái bài viết của chúng ta bố cục rất là rõ ràng. Ok chưa? Bây giờ, đấy là bước 3 nhá. Bước 3, chị chia nhỏ các bước rất là nhỏ như vậy thì chị mong là các em có thể dễ dàng áp dụng theo. Rồi, chị biết là nó rất là lác nhưng mà bản thân chị cũng không biết làm như thế nào để khắc phục luôn ấy. Bởi vì là bây giờ buổi tối và thậm chí là tình hình mạng chung luôn ấy, là có rất nhiều chỗ không thể xem được ấy. Được không nào? Ok chưa? Rồi, đó. Thế thì ở đây chị hướng dẫn các bạn đến bước số 3 rồi nhá. Các em cố gắng theo dõi cùng với chị. Các em thử làm một số những thao tác như sau này. Các em có thể thoát Facebook ra. Chúng mình tắt tất cả các tab liên quan đến Facebook đi. Được không nào? Sau đó chúng ta vào lại từ đầu. Chúng ta loát lại giống như là một cái thao tác để chúng ta loát lại tất cả những nội dung đấy. Thì để xem là mạng có đỡ hơn không. Đấy là cách duy nhất thôi. Được không? Hoặc là các bạn có thể là đăng ký 4G thay vì sử dụng wifi. Đăng ký 4G thì sẽ đỡ hơn. Ở đây thì tất cả những buổi gần đây chị đều phải sử dụng 4G để phát trực tiếp hết. Chứ chị không thể sử dụng wifi được, bởi vì wifi rất là lag. Đấy, nên là các bạn thử áp dụng những cách đó xem nhé. Rồi, thế bây giờ trở lại với phần phát trực tiếp này. Thì đó là bước số 3. Ok chưa? Đó là bước số 3. Và bây giờ đến bước số 4. Là trong mỗi ý chính này chúng ta chia ra những ý nhỏ. Được không nào? Ghi ra nội dung, ghi ra những ý nhỏ. Trong ý nhỏ đó sẽ bao gồm dẫn chứng và nội dung của dẫn chứng. Được không nào? Đây này, các bạn thì hay không có bước này. Thế nên rằng bài phân tích của các em chủ yếu là nêu dẫn chứng ra thôi, chứ chẳng phân tích được gì cả. Tức nghĩa là chúng ta nhớ được những chi tiết tác giả viết, sau đó chúng ta kể lại theo lời của mình. Và khi đó chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã phân tích xong. Thật ra không phải. Nếu như vậy thì bài của chúng mình rất là sơ sài, không chỉ ra được đâu là vẻ đẹp của nhân vật, đâu là cái hay, cái tốt, đâu là cái đặc sắc mà tác giả đã sử dụng để khắc họa vẻ đẹp đó của nhân vật. Được không? Chị lấy ví dụ trong lời tiễn đưa chồng của nhân vật Vũ Nương. Đây, được không nào? Chúng ta có một đoạn dẫn chứng như thế này. Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ. Chị xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi. Chị e việc quân khó liệu, thế giặc khôn lường, giặc cuồng còn lẩn lút, quân triều còn gian lao. Rồi thế trẻ che chưa có, mà mùa dưa lại chín quá kỳ, khiến cho tiện thiếp băn khoăn, mẹ hiền lo lắng. Nhìn trăng soi thành cũ, lại sửa soạn áo rét gửi người ải xa. Trông liễu rủ bãi hoang, lại thổn thức tâm tình thương người đất thú. Dù có thư tín nghìn hàng cũng sợ không có cánh hồng bay bổng. Đó là lời nói của Vũ Nương trong cảnh tiễn đưa chồng. Vậy thì nếu như mà chúng mình không có cái thao tác này này thì các bạn sẽ hay viết kiểu như này. Không biết là ở đây có bạn nào đã từng như thế chưa, là
Các em sẽ phân tích như thế này nhá. Các em sẽ viết như thế này và nghĩ rằng như vậy là phân tích này. Trong cảnh tiễn đưa chồng, Vũ Nương đã bày tỏ mong muốn của mình. Vũ Nương không mong Trương Sinh quay trở về với áo gấm hay là đeo được ấn phong hầu vinh quang, mà nàng chỉ mong muốn chồng quay trở về với hai chữ bình yên, thế là đủ rồi. Nhưng Vũ Nương cũng rất lo sợ rằng thế giặc khôn lường, giặc cuồng còn lẩn lút, rồi thế trẻ che chưa có, quân triều còn gian lao, nên là nàng vô cùng lo lắng, rồi nàng cũng rất nhớ thương Trương Sinh. Đấy, các em có thấy là nó chỉ khác so với phiên bản chính, nó chỉ khác so với tác phẩm là các em thay đổi một số những từ ngữ diễn đạt đi thôi. Còn lại thì người đọc vẫn thấy được là trong tác phẩm tác giả Nguyễn Dữ viết như vậy là lời nói của Vũ Nương. Thì bây giờ bạn nhỏ này, bạn ấy cũng viết lại và cũng hình dung ra những nội dung mà Vũ Nương đã nói. Còn vẻ đẹp của Vũ Nương thể hiện như thế nào qua lời nói đó thì không thấy được. Đúng chưa? Đó, không biết là chị đã bắt đúng cái lỗi của các bạn hay chưa. Nhưng mà nếu ở đây có những bạn hay mắc lỗi như vậy thì phải sửa ngay. Sửa bằng cách nào? Sửa bằng cách phải có bước 4 này trong quá trình chúng ta lập dàn ý nhá. Ví dụ này, chị có thể ví dụ như thế này để các em hình dung. Các em có thể là gạch chân vào trong dẫn chứng, sau đó chỉ cái mũi tên ra nhỏ nhỏ bên cạnh để chúng ta nhớ được luôn. Hoặc các em có thể gạch đầu dòng như thế này. Được không nào? Các bạn có thể gạch đầu dòng như vậy. Ví dụ này, ví dụ với cái lời nói của Vũ Nương là chàng đi chuyến này thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu. Chúng ta có thể ghi vắn tắt là chẳng dám mong ấn phong hầu. Vân vân vân. Đó, đúng không nào? Chúng ta sẽ ghi cái lời nó ra trước, sau đó một cái mũi tên để chúng ta phân tích ý nghĩa của lời nói này. Trong lời nói này thì Vũ Nương bày tỏ, đúng không nào, bày tỏ bằng một sự rất là khiêm tốn. Vũ Nương thì không mong muốn vinh hoa phú quý gì cả, nàng chỉ mong người chồng quay trở về với hai chữ bình yên, thế là đủ rồi. Đúng không nào? Chúng ta có thể ghi ở đây là không mong cầu vinh hoa phú quý. Đấy, ok chưa? Vinh hoa phú quý. Tiếp tục này, ý tiếp theo trong lời nói này là chỉ mong là chàng quay trở về, chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi. Chúng ta có thể viết nhanh là bình yên, thế là đủ. Điều đó chứng tỏ nội dung gì? Điều đó cho thấy là trong lời nói này của Vũ Nương thì Vũ Nương chỉ mong bình an đến với chồng mà thôi. Bởi cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi, xưa nay mấy người đi lính mà quay trở về bình an được đâu. Đúng chưa? Vậy cái bình yên này này là cái điều mà Vũ Nương mơ ước, là cái điều mà Vũ Nương mong muốn. Và cái bình yên này là gắn với cả người chồng, cũng tức nghĩa là gắn với cả gia đình mà nàng vẫn luôn luôn mong muốn xây dựng nó thật là hạnh phúc. Đúng không nào? Vậy từ hai cái điều đó chúng ta có thể thấy trong lời nói của Vũ Nương thể hiện rất rõ đây là một người phụ nữ vô cùng vị tha. Vị tha là biết nghĩ cho người khác nhá. Biết nghĩ cho người khác mà không phải lúc nào cũng nghĩ cho mình. Đấy, biết nghĩ cho người khác, nghĩ cho chồng, nghĩ cho chồng, lo cho chồng. Đúng chưa? Các em có thấy là trong toàn bộ lời nói này của Vũ Nương không có lời nào là than vãn về cái cảnh phải sống xa chồng như bình thường. Con người ta hoàn toàn là trong cảnh tiễn đưa chồng đi lính như vậy nhá, đối diện với cảnh là sẽ bặt vô âm tín đối với những tin tức của chồng, rồi là phải lo liệu cán đán công việc gia đình, thì người vợ có thể sẽ nói những câu từ như là gì? Chàng đi thế này thiếp biết phải làm sao? Đúng không? Chàng đi như thế này biết thiếp thì biết phải lo lắng như thế nào đây? Chàng đi như thế này thì công việc gia đình ai sẽ lo đây? Người phụ nữ hoàn toàn có thể nói như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì là họ rất là sợ hãi khi phải đối diện đối với những ngày tháng trước mặt khi không có chồng ở bên cạnh. Và đó là khi mà người phụ nữ nghĩ cho mình. Đúng không nào? Nghĩ về cái cảnh khó khăn của bản thân mình. Nhưng ở đây Vũ Nương thì không. Trong toàn bộ lời nói của Vũ Nương đều hướng về Trương Sinh, đều lo cho Trương Sinh. Và cụ thể là lời nói đầu tiên này này, cái ý đầu tiên trong lời nói của nàng đã thể hiện rất rõ điều đó. Vô cùng vị tha. Điều tất cả những điều mà nàng mong muốn nó chỉ gói gọn trong hai chữ bình yên này mà thôi. Là hai chữ bình yên gắn với người chồng, là hai chữ bình yên đối với gia đình mà nàng luôn luôn ấp ủ và nàng luôn luôn che chở. Ok không nào? Nàng không có nề hà gì những cái khó khăn mà tới đây nàng sẽ phải đối diện.
một mình, đúng không nào? Ở nhà chồng phải lo liệu công việc gia đình nhà chồng, rồi là chồng đi xa, rồi nàng cũng đương có mang nữa. Biết bao nhiêu khó khăn tới đây nàng sẽ phải đối diện, nhưng nàng không có một chút gì than vãn. Tất cả những điều khiến cho nàng băn khoăn và lo lắng đều chỉ gắn với Trương Sinh mà thôi, tức nghĩa là đều chỉ hướng về người chồng mà thôi. Thì đấy mới là phần chúng ta phân tích, đúng không các em? Nhớ, đấy mới là phần mà chúng ta phân tích, ok chưa nào? Và qua đó ta phải chỉ ra được này, đây này, đây là những cái từ khóa để chứng minh là bài của chúng ta đang đi phân tích, chứ không phải là bài chúng ta đang kể lại tác phẩm, được không? Nhớ, các em cố gắng là có được những cái từ ngữ để gọi tên phẩm chất của nhân vật này, để gọi tên tính cách của nhân vật, thì nó sẽ giúp bài viết của chúng ta là một bài phân tích. Và phần đó các em nên vạch ra, ghi nhanh thôi, các em hoàn toàn có thể ghi nhanh ra nháp thôi trong quá trình chúng ta lập dàn ý nhá. Được không? Các bạn hình dung ra chưa? Đấy, thì đấy là cái bước 4. Nếu như bước 3 là bước quan trọng để xác lập hệ thống ý chính, thì bước 4 là bước rất quan trọng để chúng ta xác lập hệ thống ý nhỏ. Và đó là hai bước quan trọng nhất của quá trình lập dàn ý. Ok chưa? Thế thì bây giờ các bạn sẽ băn khoăn là: ồ chị ơi, vậy thì làm như thế nào để mà em gọi tên được những cái phẩm chất của nhân vật đây? Phần mà chị nói là quan trọng nhất thì lại là phần mà em đang thiếu nhất. Thế thì có những cách như thế này nhá. Các bạn, chị khuyên chân thành chúng ta nên học thật là kỹ về kiến thức nền đi. Được không? Bởi vì đây sẽ là phần mà chúng ta tìm hiểu được trong quá trình học kiến thức nền. Tức nghĩa là trong quá trình chúng ta phân tích tác phẩm cùng với thầy cô, cùng với bạn bè. Đúng không nào? Bởi vì khi chúng mình đi thi, chúng ta không có thời gian để mò mẫm nhiều đâu. Chúng ta chỉ có thời gian là lục lại trong trí nhớ của mình này, và thực hành theo những gì mà chúng ta đã rất là nhuần nhuyễn rồi. Nếu như mà chúng mình gọi là lúc đó mới mày mò ấy, thì rất khó để chúng ta kiểm soát thời gian và viết được hết tất cả các ý mà mình muốn đưa vào bài. Đúng chưa? Nhớ, nên để tiết kiệm thời gian khi đi thi ấy, thì các bạn nên học thật là kỹ về kiến thức nền đi. Được không nào? Nên nhớ những cái từ khóa gắn với nhân vật đi. Đấy, để đi thi chúng ta không bị cuống và không bị quên. Ok chưa? Và sẽ giúp cho bài viết của chúng ta đi đúng hướng, ăn trọn điểm. Chứ không nên là chúng ta học chỉ học một cách kiểu qua loa, đọc qua tác phẩm hay là đọc qua cái dàn ý mà cô giáo cho thôi. Đọc qua thì làm sao nhớ được? Đúng chưa nào? Ok không? Ok nhá. À, bước 3. Bước 3 ở đây thì các em cứ hình dung nó giống như việc là chúng ta xác lập những ý chính trong dàn ý. Thế thì những ý chính đó không phải là chúng ta gọi là chúng ta thích viết như thế nào thì viết, mà hãy luôn bám sát vào dẫn chứng. Nên chị mới gọi nó là bước mà phân loại dẫn chứng. Các em cứ hình dung là bây giờ chúng ta có một đoạn trích đi. Chúng ta có khoảng độ 10 dẫn chứng trong tay. Bây giờ chúng ta không thể đi phân tích lần lượt từng dẫn chứng một, mà chúng ta nên chia 10 dẫn chứng đó vào từng nhóm nhỏ. Mỗi nhóm đấy là một đặc điểm của nhân vật. Thì có phải là chúng ta phân tích xong cũng là lúc chúng ta đã làm rõ tất cả những vẻ đẹp, hay là tất cả những tính cách, hay là tất cả những đặc điểm về số phận của nhân vật rồi không? Nó sẽ thống nhất và logic hơn rất nhiều so với việc chúng ta cứ đi phân tích dàn trải. Cứ thấy cái gì hay, cứ thấy cái gì có thể phân tích được là chúng mình viết. Đúng chưa? Nếu như vậy thì chắc chắn là các bạn chưa lập dàn ý. Đúng không nào? Nếu như vậy là chắc chắn các bạn chưa lập dàn ý trước khi phân tích, nên mới có cái việc là chúng ta phân tích dàn trải không có bất cứ một cái bố cục nào cả. Và chiến dịch này tổ chức là để các bạn hình dung ra được và hiểu được vai trò của việc lập dàn ý. Gọi là lập dàn ý nhưng các em cứ hình dung là nó lập ý một cách nhanh chóng thôi. Nhanh chóng nhưng phải hiệu quả, chứ không phải là nhanh chóng để làm cho xong. Nhanh chóng nhưng phải hiệu quả. Đây, kiểu như thế này này. Nhớ, được không? Kiểu như thế này này. Đó, ok chưa? Rồi, thế thì chị đang nói là chúng ta cần phải học kỹ kiến thức nền, đúng không? Và trong quá trình học kiến thức nền nhá, chúng ta càng đào sâu càng tốt. Chị mong là như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì là ấy, khi mà chúng mình đào sâu, chúng ta sẽ có thêm rất là nhiều cảm hứng và có thêm nhiều cái chất liệu viết, nhiều cách diễn đạt khác nhau nữa về cùng một dẫn chứng như vậy. Thì đó sẽ là điểm cộng cho bài viết của các bạn. Và những phần đó chúng ta nên ghi lại trong dàn ý để khi phân tích chúng mình không bị quên, được không? Ví dụ như ở đây này, thường chị thấy là các bạn sẽ phân tích gộp hai cái ý này vào để cho thấy là Vũ Nương rất yêu thương chồng. Đấy, chỉ phân tích qua như vậy thôi. Nhưng khi chúng ta tách ra nhá, chúng ta sẽ thấy là một bên là Vũ Nương không mong cầu vinh hoa phú quý, là một người phụ nữ rất là giản dị, biết vun vén cho gia đình thôi, không phải là một người phụ nữ tham lam,
Đúng không nào? Đấy là điều đầu tiên. Điều thứ hai là Vũ Nương chỉ mong Trương Sinh quay trở về với hai chữ bình yên, thế là đủ rồi. Thì ta còn thấy ở đây là một người phụ nữ vô cùng vị tha, luôn luôn biết nghĩ cho chồng, không bao giờ nề hà những khó khăn của bản thân mình, mà luôn biết hướng về chồng, hướng về hạnh phúc gia đình. Đấy, ok chưa? Phần này chị sẽ ghi rõ ở trong tài liệu của chúng ta để các bạn hình dung ra được nhá. Tuy nhiên, đối với tất cả các tác phẩm trong chương trình, nếu như mà chúng mình mong muốn được đào sâu về dẫn chứng, được đào sâu về nội dung ý nghĩa của các dẫn chứng ý, thì các bạn có thể đăng ký tham gia khóa học VIP 2. Đây là một khóa học mà chúng ta học từ tháng 10, là một khoảng thời gian phù hợp để chị em mình đi sâu cùng với nhau trong các tác phẩm của chương trình ngữ văn lớp 9. Nếu như mà chúng mình để dành đến cuối lúc nào sắp thi thì mới học ý, thì sẽ khó để có thời gian đào sâu đấy. Được không? Khi mà chúng mình học giai đoạn cuối thì chủ yếu là giai đoạn cấp tốc rồi, nên sẽ rất khó để có thời gian chúng ta đào sâu. Bây giờ sẽ là thời gian phù hợp này. Được không nào? Khoảng tháng 10, tháng 9, tháng 10 là khoảng thời gian phù hợp để chúng mình bắt tay vào việc học luôn. Đã có lớp học VIP 1, các bạn bắt đầu từ tháng 7 rồi cơ. Được không nào? Thì bây giờ khóa học VIP 2 bắt đầu từ tháng 10, thì các bạn có thể hình dung là quá trình đó chúng ta có đủ thời gian để tập trung đào sâu về các tác phẩm trọng tâm trong chương trình các em nhé. Được không nào? Và đặc biệt này, khóa học VIP 2 thì các bạn tham gia chiến dịch, chúng ta còn được ưu đãi về mặt học phí nữa cô. Nên là nhanh chóng nhắn tin về cho chị để nhận thông tin về khóa học VIP 2 này nhá. Ok chưa nào? Đấy, các em cứ hình dung học kỹ là như thế nào, học kỹ là tương tự như thế này. Chúng ta sẽ bóc tách từng những cái chi tiết, từng hình ảnh và từng câu văn mà tác giả đã sử dụng. Câu văn nào hay, câu văn nào đắt và có nhiều những chất liệu để ta liên hệ mở rộng thì chị cũng sẽ cung cấp đến cho các bạn luôn. Ok chưa? Nhá. Và đó cũng là 4 bước để chúng ta có thể thiết lập dàn ý trong quá trình phân tích văn xuôi. Nhớ chưa nào? Nhá. À, và đừng quên, trong quá trình chúng ta phân tích nội dung dẫn chứng và như thế này này, thì ý cuối cùng hãy nhớ là gắn với cả quan điểm và tư tưởng của tác giả. Tư tưởng của tác giả. Ok chưa? Gắn với tư tưởng của tác giả là ta lại có thêm một ý nữa để chúng mình phân tích đấy. Ví dụ như là trong cảnh tiễn đưa chồng nhá, ta thấy lời nói của Vũ Nương là vô cùng tha thiết này. Giọng điệu thì rất là nhớ mong, rất là yêu thương, bộc lộ cái sự lo lắng dành cho người chồng của mình, vô cùng chân thành, khéo léo, thể hiện là một người phụ nữ hiểu biết, có chừng mực và vô cùng tháo vát. Đúng không? Thế thì qua việc mà khắc họa nhân vật Vũ Nương trong cái lời nói trong cảnh tiễn đưa chồng như vậy, tác giả Nguyễn Dữ đã thể hiện được tư tưởng nhân đạo, thấu hiểu được tình cảnh của một người phụ nữ. Đúng không nào? Trân trọng tấm lòng thủy chung, vị tha của họ, rồi ngợi ca những phẩm chất tốt đẹp đáng quý của người phụ nữ trong xã hội xưa. Biết yêu thương này, vun vén cho hạnh phúc gia đình này. Đúng không nào? Đó, có lòng vị tha này. Rồi là gì? Rồi là rất là đảm đang tháo vát này. Đấy, và bên cạnh đó nhá, bên cạnh đó thì đoạn văn này chúng ta cũng thấy được giá trị hiện thực của nó. Tác giả Nguyễn Dữ đã khéo léo phơi bày ở đây là hiện thực chiến tranh phi nghĩa đã đẩy nhiều gia đình đến với cảnh ly tán. Và tiêu biểu ở đây chính là gia đình Vũ Nương đấy, khiến cho Vũ Nương phải xa chồng. Và đó cũng là cái nguyên nhân, một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc mà Vũ Nương bị chồng hiểu lầm. Đúng không nào? Ok chưa? Đấy, nên là cái phần này các bạn cũng nhớ là ghi vào thêm nhá, để chúng ta có thể phân tích sâu hơn. Được không? Đó, thì đó là toàn bộ phần mà chị hướng dẫn các bạn về cách mà chúng ta lập dàn ý trong quá trình phân tích văn xuôi. Ok chưa nào? À, cách nhận tài liệu, đến đây thì chị sẽ hướng dẫn lại các bạn về cách nhận tài liệu nhá. Bước 1 là các bạn sẽ chụp ảnh màn hình phần phát trực tiếp của tất cả các buổi. Nhớ chưa? Ngày mai thì các bạn sẽ nhận tài liệu. Chị sẽ soạn tài liệu và ngày mai gửi đến các bạn. Thế thì làm thế nào để chúng ta nhận cái bộ tài liệu số 2 đó? Bộ tài liệu số 1 thì đã được tặng ngày hôm qua rồi nhá. Đó, thế thì bộ tài liệu số 2 là phương pháp chúng ta phân lập dàn ý khi phân tích văn xuôi. Thì các bạn, để nhận được các bạn cần làm đầy đủ những bước sau. Đây là 3 bước và áp dụng đối với tất cả các buổi học nhá. Tức nghĩa là các em phải làm trong buổi hôm nay và buổi học ngày mai nữa. Đó là bước 1 là chúng ta chụp ảnh màn hình phần phát trực tiếp này. Những bức ảnh hợp lệ là những bức ảnh mà có hình mắt xem và có số lượng người xem cùng với chúng ta ấy, chứ không phải là chúng ta xem lại xong rồi chúng ta chụp màn hình, nhớ chưa? Bước 2 là chúng ta chia sẻ phần phát trực tiếp, chia sẻ tất cả các buổi học, không phải là chia sẻ một buổi mà tất cả các buổi học nhá. Bước 3 là chúng ta sẽ tăng ít nhất 5 bạn bè của mình vào trong buổi học này. Được không? Ngày mai, buổi học ngày mai chúng mình lại tiếp tục tăng bạn bè và chia sẻ tiếp.
Đấy, thì đấy là các bước. Và sau đó thì các em có thể là chụp ảnh màn hình và gửi về cho chị, gửi về trong hộp tin nhắn cho fanpage học văn chị Hiên nhổ cơ sở để chúng ta nhận tài liệu nhá. Được không? À đúng rồi, ngày mai chị sẽ cố gắng là phát vào buổi trưa để mạng của chúng mình đỡ bị lag nhá. Được không nào? Rồi, và đó là buổi học số 3 của chiến dịch lập trình văn học. Chiến dịch cũng sắp kết thúc rồi, cũng đồng nghĩa với việc là những ưu đãi về học phí cho khóa học VIP 2 cũng sắp kết thúc rồi đấy. Mong rằng là các bạn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau từ tháng 10 cho đến khi mà chúng mình thi nhá. Được không các em? Ok chưa? Đó. Rồi. Còn một chút ít thời gian này, chị để dành cho các bạn chụp ảnh màn hình để chúng ta có cơ hội được nhận tài liệu đây này. Bạn nào mà chưa chụp ảnh màn hình chúng ta chụp lại luôn nhá. Rồi, bận quá. Chúng ta có thể dành ra chút ít thời gian, chị phát trực tiếp cũng không quá lâu đâu. Nếu như trong khóa học chúng ta học 2 tiếng một buổi thì những buổi phát trực tiếp của chị thường dao động khoảng độ 30 đến 45 phút thôi, nên là cũng không mất quá nhiều thời gian của các bạn đâu. Chúng ta tích góp kiểu như là góp gió thành bão ấy, tích góp dần 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 dần, chút một từng ngày một. Chị ơi, học rồi mà quên chụp thì sao chị? Thì chị rất là tiếc luôn ấy. Chị cũng không làm cách nào được đâu, bởi vì là chị đã nêu rất là rõ, hướng dẫn rất là rõ phần đó trong buổi học đầu tiên rồi, trong buổi đầu tiên của chiến dịch này rồi, và buổi nào chị cũng nhắc nhở lại. Đấy, chị dành thời gian để các bạn chụp ảnh màn hình luôn mà. Các em chụp ảnh màn hình luôn đi nhá, không là chị kết thúc là không thể chụp ảnh màn hình được nữa đâu. Có, chị có giữ lại phần phát trực tiếp, thế nhưng mà tài liệu thì chỉ dành cho những bạn tham gia trực tiếp vào buổi học thôi. Tức nghĩa là đối với những bạn mà chúng ta chụp ảnh màn hình và có hình mắt xem ở góc bên trái màn hình ấy. Còn khi mà chúng ta xem lại thì sẽ không có phần đó, đúng không? Ôi, ok. Thì đối với cả những nội dung trong những buổi trước thì các bạn có thể xem lại phần phát trực tiếp của chị để nắm bắt nhá. Trong hai buổi trước thì chị hướng dẫn cách lập dàn ý để phân tích thơ. Còn buổi hôm nay thì chị hướng dẫn cách lập dàn ý phân tích văn xuôi. Và cụ thể là đối với kiểu bài phân tích nhân vật trong một phạm vi dẫn chứng nhất định. Buổi ngày mai là buổi cuối cùng thì chị sẽ hướng dẫn các bạn cái dạng là phân tích một đoạn trích văn xuôi nhá. Một dạng đề mà rất hay gặp trong những năm gần đây. Ok chưa? Đúng rồi đấy, chính xác. Hôm nay chụp thì các em có thể gửi về cho chị luôn, hoặc là chúng ta để ngày mai khi mà đến giờ chúng ta nhận tài liệu, các em có thể gửi tổng toàn bộ tất cả những cái bằng chứng đó, được không? Rồi gửi về cho chị cũng được, để đỡ lắt nhắt cũng được, không sao hết. Các em có thể gửi luôn bây giờ, hoặc là các bạn có thể để ngày mai chúng ta gửi hết cả hai buổi luôn cũng không sao. Ok chưa? Nhá. Rồi, thì đấy là về buổi học số 3 trong chiến dịch này. Bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian nghỉ ngơi hoặc là làm bài tập đi, đến cuối tuần rồi đúng không? Các em có thể là làm bài tập cuối tuần để chúng ta chuẩn bị cho một tuần học mới nhiều điều thú vị hơn nữa nhé. Chúc tất cả các bạn sẽ luôn luôn có những cái buổi học hăng say và tiếp thu được thêm nhiều kiến thức bổ ích. Cảm ơn các em rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong buổi học ngày mai. Nhớ là làm đầy đủ thao tác để chúng ta được nhận tài liệu, và nhớ là chúng ta tận dụng cơ hội được ưu đãi về mặt học phí khi tham gia chiến dịch này nhé. Học phí cho khóa học VIP 2. Ok chưa? Cảm ơn các em rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong buổi học ngày mai. Bye bye!